nhà thờ Domaine de Marie. Du khách sẽ được ngắm khung cảnh kiến trúc mang đậm hơi thở châu Âu ngay trong lòng Đà Lạt. Nhà thờ Domaine de Marie là một trong ba nhà thờ nổi tiếng nhất ở xứ sở ngàn hoa. Ngoài cái tên quen thuộc với du khách thì nơi đây còn được biết đến với một cái tên khác là nhà thờ Mai Anh. Ngày xưa ở đây có nhiều cây Mai Anh đào. Hay nhà thờ Vinh Sơn, nguyện đường của các sư dòng nữ tử bác ái Vinh Sơn. Nhà thờ Domaine de Marie có thiết kế theo phong cách kiến trúc Pháp cổ đặc trưng, được khởi công xây dựng vào năm 1940, tọa lạc ngay vị trí trung tâm của thành phố Đà Lạt. Khu vực nhà thờ cũng được mệnh danh là lãnh địa Đức Bà nên rất thu hút du khách lẫn các giáo dân ghé thăm. Nhà thờ được xây dựng từ năm 1940 đến năm 1944 do phu nhân toàn quyền xứ Đông Dương thời bấy giờ là bà Jean de Caux đứng ra vận động các giáo dân quyên góp. Trước đây nhà thờ Domaine de Marie là tu viện chính của dòng nữ tu nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn từ năm 1940 đến năm 1943. Sau năm 1975 thì bên cạnh nhà huyện và hai dãy tu viện, nơi đây còn cho xây dựng thêm các cơ sở khác để phục vụ cho mục đích công ích. Nhà thờ đã nuôi rất nhiều trẻ mồ côi và cũng dạy nghề dệt, thêu, vẽ tranh cho các em. Phía sau nhà thờ là mộ phần của phu nhân Jean de Caux để ghi nhớ người đã có công xây dựng nhà thờ và cũng hoàn thành tâm nguyện của bà. Phu nhân đã ra đi trong một vụ tai nạn trên đèo Pren vào năm 1944 trong chuyến đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt. So với nhà thờ cổ điển phương Tây thì Domaine de Marie có nhiều điểm cách tân hơn. Chẳng hạn như vẫn là mặt bằng chữ thập nhưng tỷ lệ tương đối tự do hơn, rộng 11m và dài 33m. Có hai đường bậc thang lên cửa chính và nhập lại ở sảnh chính. Khi bước chân vào khuôn viên nhà thờ, chúng ta có thể chiêm ngưỡng rất nhiều loại hoa đang khoe sắc, nhất là hoa hải tiên. Tiền đình có hình tam giác cân, trên đỉnh nhọn nóc mái có gắn một cây thánh giá và phía trước là những cửa vòm nhỏ hình lưỡi mác tô điểm. Chính giữa mặt đứng gần đỉnh mái là một cửa sổ hoa hồng hình tròn, chi tiết thường xuất hiện trong các nhà thờ của Pháp vào cuối thế kỷ thứ 17. Mái nhà của nhà thờ Domaine de Marie có hình dạng tương tự như mái nhà rông của người Tây Nguyên. Độ dốc khá lớn và được lợp ngói đỏ sản xuất tại Việt Nam. Các cửa sổ mái nhô ra từ phần mái lớn, vừa là nơi để gắn những tấm kính màu từ Pháp, vừa chiếu sáng không gian tốt hơn giúp thánh đường thêm lung linh. Phần tường được xây theo kiểu kiến trúc nóc băng đi bằng đá trẻ với ngang bệ cửa sổ. Nhà thờ cũng có màu hồng đặc trưng được giữ nguyên từ lúc hoàn thành cho đến nay. Thời gian đầu nhà thờ Domaine de Marie không có tháp chuông, nhưng đến hiện tại đã có tháp chuông được xây ngay phía sau chánh điện.